Đây là một cái chiếc xe mô hình. Một cái chiếc xe 67. Một cái chiếc xe mô hình nhỏ được dựng lên bởi một cái chân giữa như thế này. Và cái chiếc xe này mình sẽ dựng bằng một cái chân nó sẽ cũng có độ nghiêng như thế này. Cô bạn có vậy thấy nó khác không? Cái chân này nó dựng vào cái chân giữa thì chiếc xe nó thẳng vuông góc 90 độ luôn. Còn dựng nghiêng thì nó nghiêng khoảng 5 độ. Nó giống như là một cái chiếc xe thật. Đây là một cái chiếc xe mô hình. Một cái chiếc xe 67. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thọ Sơn của tỉnh An Giang. Sở dĩ trên tay của Bùi Hồ cầm một cái chiếc xe như thế này vì nó được chế tạo từ một cậu bé từ nhỏ bẩm sinh đã không thể nào nghe và cũng không nói được, đó là Phát. Cái chiếc xe như thế này thì Phát phải tự mày mò làm 4 ngày trời để hoàn thiện những cái tiểu tiết trong cái chiếc xe này. Và điều gì đặc biệt làm cho một cái cậu bé từ bị khiếm khuyết về cơ thể lại trở thành là một người sáng tạo ra những cái chiếc xe mô hình để tự nuôi sống bản thân của mình. Thì mời cô bác quý anh chị tiếp tục vào bên trong để cùng trò chuyện với lại bà nội của Phát. Một người mà luôn động viên cổ vũ tinh thần cho Phát. Và cái câu chuyện từ một cậu bé bị khiếm khuyết về cơ thể để sáng tạo ra nên một cái chiếc xe này là một cái câu chuyện dài. Còn bây giờ bước vô trong ha. Tay của Bùi Hồ đây là hai cái chiếc xe mô hình, chiếc xe 67 mà ở thập niên 90 của thế kỷ trước á, cô bác anh chị cũng biết rằng đây là những cái chiếc xe nó rất là có giá trị ở vào thời điểm đó, và người mà sở hữu được cái chiếc xe này đó là phải nói là phải rất giàu mới sở hữu được, đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai á, ở thời điểm hiện tại để gặp được cái chiếc xe này không hề dễ chút nào. Vì sao Phát lại tự tay mình có thể làm những cái chiếc xe mô hình? Mặc dù là kích thước nó nhỏ nhưng mà nó giống cực kỳ giống, và thậm chí là nó giống gần như là khoảng hơn 90% ở tỷ lệ kích thước thu nhỏ. Cái bánh nó quay được em nói, chứ không phải như cái mô hình mà quay bánh được. Và vật liệu để làm nên một cái chiếc xe mô hình như thế này cực kỳ đơn giản. Ở trên này là làm từ bi tiết nè, làm từ bi tiết nha cô bác anh chị. Ở dưới này cái bánh nó cũng có thể lăn được. Và những cái vành xe, vành bánh xe và những cái thân xe thì được làm từ một cái ống nhựa như thế này. Đây, đây này anh Quyền. Đây là cái ống nhựa. Cái ống nhựa chính tay Phát tự mài mò, tự gọt giũa để nên một cái chiếc xe như thế này. Đây, bây giờ đi chi tiết đi xíu rồi mình sẽ tìm hiểu về cái cuộc sống của Phát sau. Những cái chiếc bánh xe như thế này ở ngoài là làm từ những cái vi tiết nên nó mềm, nó giống như là cái vỏ xe và nó có thể lăn bánh được này. Đấy, lăn bánh được đấy không cô ạ, cái gì? Đây, đây là cái dây thắng và đây là cái giống như là cái thắng đĩa đằng trước nha cô bác anh chị. Còn những cái phần nhỏ nhỏ đây là căm nè. Đó, đây là phần căm của chiếc xe. Căm này thì được làm từ dây chì và khoác phải tự khoan tự đục đôi ra để móc nối lại với nhau. Và cô bác anh chị có thể thấy là rằng là cái bánh xe này, cái cũ của chiếc xe á, có thể lắc được luôn nè. Đấy, ở trên này có hai cái kính chiếu hậu. Ở phía trước này thì lại có một cái đèn nhan được sơn màu vàng. Và thân xe thì được phủ bởi một cái màu đen với một cái màu trắng xám rất là dễ thương. Thậm chí là cái tiểu tiết mà nhỏ nhất đó là cái phần phuộc của cái chiếc xe thì Phát lại sơn một phần màu vàng để cho nó tạo một cái điểm nhấn. Cái bánh xe này cô bác các chị thấy không? Ở cái đèn nhan á, với lại cái đèn hậu ở ngoài sau á, màu vàng với màu đỏ. Và cái biển số xe Canada 1986. Cô bác với chị biết tại sao không? Vì chiếc xe này đã được đặt hàng từ Canada và người khách hàng yêu cầu là Phát phải làm như vậy để trưng bày trên cái bàn làm việc của mình. Tiếp theo đi xíu, mình sẽ thấy những cái tiểu tiết rất là nhỏ nhưng mà bạn Phát đã làm rất là tinh tế ở chỗ này. Đây, đây là cái phần máy nè. Ở trên này thì nó có cả những cái phần thắng,
phần để chân. Ở bên đây thì nó có thêm phần số, phần cần gạt số tới lui. Và thậm chí ở đằng trước thì nó tròn nha, ở đằng sau này thì nó dẹp dẹp tí xíu. Và có cả cái phần tháng, ê, phần chân dựng, để mình có thể nó dựng lên, vẽ lên vẽ xuống được chỗ giữa nó kìa. Chỗ giữa và cái chân dựng ở giữa nè, gạch xuống được luôn nè. Ờ, cô bác anh chị thấy không? Còn cái bô xe này nha, rồi cái bô xe nó cực kỳ hiện đại luôn, mà nó cực kỳ mang một cái phong cách cổ điển, đúng không cô bác anh chị? Và cái phần bình xăng ở đằng trên nè, có nắp dặn, nhưng mà anh này dặn không được, mà khuyết thì rất là giống luôn. Cái nắp dặn nó bị khuyết xuống và có những cái khí khiếu ở đây nữa nè. Này nó mới hay nè, có cái này là mình ngay chỗ dặn có bình xăng con á, thì dặn lên dặn xuống, nhưng mà khuyết phát đã chấm lại luôn rồi đó. Và như thế này đó cô bác anh chị thấy không, rất là dễ thương. Một cái chiếc xe mô hình nhỏ được dựng lên bởi một cái chân giữa như thế này. Và cái chiếc xe này mình sẽ dựng bằng một cái chân, nó sẽ cũng có độ nghiêng như thế này. Cô bác có vậy thấy nó khác không? Cái chân này nó dựng bằng cái chân giữa thì chiếc xe nó thẳng vuông góc 90 độ luôn. Còn dựng nghiêng thì nó nghiêng khoảng 5 độ. Nó giống như là một cái chiếc xe thật. Và hai cái chiếc xe, hai màu nó sẽ khác nhau. Nhưng mà mình nhìn nó thật là cô bác anh chị, mình nhìn nó là mình không tưởng tượng rằng là đây là do đôi tay của một cậu bé bị khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ. Đó là em không thể nào nghe và không thể nào nói được. Từ cái nghị lực sống phi đường của mình mà hơn 7 năm qua, từ việc tìm tòi mài thì Phát đã đến thời điểm hiện tại thì đối với em thì những cái tiểu tiết nhỏ trong cái chiếc xe không còn khó nữa ha. Đấy, đây là cái sản phẩm của hai em nè. Bây giờ người ta mua rồi, không biết làm sao luôn. Đặt hai em đó ở đây nè. Và đây, đây là Phát, người mà Bùi Hồ muốn giới thiệu đến. Một thân hình nhỏ nhắn, sống cùng với bà nội. Từ nhỏ thì cũng không học cơ khí, không học những cái nghề gì cả, chỉ biết rồi tự mày mò vậy thôi. Và Phát đã làm nên những cái sản phẩm nó rất là tuyệt vời. Đây là cái dành xe nè, nó có cây câm nè. Cái dành xe này thì ở ngoài là một cái ống nhựa, rồi Phát mới chấm lại, rồi đục những cái lỗ, rồi làm những cái cây câm đấy. Và những cái chi tiết nhỏ nè, thấy không cô bác anh chị, thấy không? Đây là những cái cây cam nè, phải bẻ móc từ như thế này nè. Đây là cái công đoạn để gia công cái chiếc xe. Nếu như mà Bùi Hồ có chia sẻ thật, nếu như mà Phát không bị khuyết tật về cơ thể á, được học hành đàng hoàng, thì có thể sẽ trở thành là một kỹ sư của tương lai, đúng không cô bác anh chị? Một cái tài năng thật sự. Thật ra là nói thật, Bùi Hồ với lại anh Một Đồng cho làm chiếc xe này 40 ngày chưa xong. Tại vì lòng rất là khó, mình không có tưởng tượng ra được. Nó chỉ là chỉ cần 4 ngày thôi thì Phát có thể hoàn thành những cái công đoạn nhỏ nhất có thể. Đây nè, đang làm, tí xíu nữa tâm sự với bà nội. Nó phải xỏ vô những cái này nè. Hả? Kéo ra đặng cho nó giống thật nhất có thể á. Tại vì nó có những cái phần này nè, nó có những cái phần nhỏ nhỏ như thế này. Bắt cầm đó, mình bắt cầm á. Phải nói là không ngừng ai chỉ, nhưng mà như vậy á thì cô bác anh chị nghĩ nữa. Phát nó tuyệt vời cỡ nào à. Đây, vừa họ sẽ lấy này cho cô bác anh chị. Quay này nhanh nha. Đây, đây là những cái sườn xe đã ráp xong rồi nè. À, đây là những cái bình xăng, rồi những cái chiếc xe 50 nữa. Có nghĩa là Phát không phải là chỉ làm những cái chiếc xe 67 không, mà ngoài ra thì Phát có thể làm những cái sản phẩm mà ở ngoài đời Phát đã từng gặp không? Và có thể làm được hết những cái chiếc xe như thế này. Đấy, hay ghê không? Cái này là ngày mai là sẽ ra được mười mấy sản phẩm luôn cô bác anh chị. Có thêm tí xíu này nữa, sẵn nhiều chuyện rồi, để cho bà nội, để cho bà nội. Đây là cái máy gì anh Một Đồng? Cái motor. Cái motor hả? Cô bác anh chị biết motor cái đó là máy bốn máy xe hả? Máy xe máy bốn. À, đây là cái trục nè, nó lăn được luôn nè. Máy dầu á cô bác anh chị. Máy xe đó là máy bốn. Cái này quạt gió nè, này tự làm luôn á anh ha? Tự làm á. Ồ hay dữ trời. Ồ chạy được luôn nè. Và thậm chí là có cái dây xích luôn nè. Chạy được luôn ha. Ồ. Oh. Đây có pin không? Có pin mình thử luôn không? Không có pin. Hay ghê không trời. Ồ. Oh. Mình không ngờ là việc mà Phát làm á, khi mà anh nói với Bùi Hồ, khi mà anh xem qua anh thích nhất là cái máy dầu. Máy này đây đúng không? Không, cái máy dầu á, cái máy dầu á. Cái máy dầu bơm nước á. À. À, quay được. Đây. Cho em mượn xem. Cái nó này à. Ôi trời ơi. Quay được mà.
Thưa với cô bác của anh chị, nãy giờ Bùi Hồ mới giới thiệu hai cái chiếc xe thôi, nhưng mà mình đã thấy choáng ngợp với cái sự sáng tạo của Phát, cũng như là cái sự tìm tòi học hỏi, từ khả năng học hỏi của Phát. Tại vì Phát thì không nói chuyện được nè, không nghe được nè, và thậm chí là không thể nào biết chữ. Nhưng mà vì sao thì Phát có thể có một cái tài năng nó khá là đặc biệt như vậy? Đó là một cái câu trả lời cũng rất là lớn. Và để hữu duyên thì tí xíu nữa nói sao. Còn đây là cái máy ở miền sông nước thì cô bác anh chị sẽ biết được cái này. Đây là cái máy máy cu le đúng không? Máy dầu. Máy dầu. Thì quay được để quay được. Đây. Để thử nha. Để thử tí xíu. Ô, quay chạy luôn hả? Quay qua đây, quay lăn bên kia à? À, có nghĩa là quay qua bên đây thì cái chân vịt này nó quay qua bên kia nè. Cái hộp nhông này nè đúng không? Ở trên này đúng không? Đó là hộp nhông đó. Ôi trời, làm này lâu không anh? Biết rồi đó. Ôi trời, sao làm hay vậy? Ô, sao làm hay? Thật là ở trên này là chỉ là giấy cạc tông thôi. Ở trên này là giấy cạc tông, ở đây là bằng ống bình minh thôi chứ không phải là bằng sắt nha. Toàn là ống bình minh hết. Nhưng mà truyền nhông là có nghĩa là mình quay qua đây là cái chân vịt nó sẽ quay ngược lại đúng không? Ồ. Ừ. Nhưng mà có bích tông luôn. Lật cái máy lên. Ôi trời ơi, đây. Ôi, gờ dữ không? Ờ. Em quay, cầm vậy quay kìa. Đó, bích tông đó, bích tông thục đó. Đó. Hay chơi. Ôi trời. Ôi sao hay vậy? Ôi trời. Thích nhất là cái máy dầu nè. Ở dưới là có cái này có cái gọi là cái đó cái gì em. Cái này đã gắn vô cái xuồng á, cái ghe. Ôi, cái này là cái đồ gắn để cố định với lại cái ghe để cho nó không bị rớt xuống á. Cái đây là tiểu tiết rất là nhỏ nha. Đây là tiểu tiết rất là nhỏ. Ê, cái này là đồ vịnh nè, này đồ quay nè. Cái này cô bác anh chị đấu giá nhiều. Đấu giá luôn. Đấu giá nhiều để cho Vừa Hồ biết. Ê, hay ghê trời. Nội ơi, thì nãy giờ con ngồi đây tâm sự, ngồi đây xem những cái sản phẩm của Phát làm á, thì trước tiên con hỏi bà nội là cái tài năng của Phát á, thì có được học hỏi từ ai không? Không, hồi nhỏ lớn không học bài hết chưa. Dạ hả? Dạ. Nhưng mà làm sao là mình có thể biết được cái tài năng của Phát như mới đầu này? Mới buổi đầu á thì không biết sao Phát biết đi dài đường á, chơi lụm được ống nhựa nhỏ gì đó. Cái về nó cắt nhỏ nhỏ ra. Cái nó làm xe nhỏ gì thôi, cái người ta lại người ta dòm nó, người ta coi quá chừng đi. Cái sau này nó đi cắt chút á, chút về nó chẻ ra nhỏ nhỏ, cái nó mài cho bóng hới lại chân, cũng dán bằng keo vậy đó, cũng thành chiếc xe bằng cây. Cái người ta cũng lại người ta hỏi mua, hỏi mua rồi cháu nó cũng bán. Rồi sau này cái bộ nó thấy người ta mua đó, đi lấy tiền đó là đi mua ống này về nó cưa ra. Cưa mua keo, rồi không biết nó sáng tác làm sao mà được. Cái đi mua keo rồi về nó thành vảnh chiếc xe này. Mới đầu là cúp với 50 rồi nhiều nha. Mới đầu là mới ra cái lô này là 67 thôi. Cái lô này là nó làm 5 chiếc à. Rồi lô này đang làm nè, chú Năm kêu làm 12 chiếc, lại giờ nhận đơn 60-70 cái đơn rồi, quá trời, chú Năm nhận hết nổi nữa rồi. Một đơn gì là 400 ngàn? Một đơn, một chiếc là 400, mà ta đặt đơn cho mình, ta đặt hàng là một đơn gì là 5 chiếc, 10 chiếc. Ta ủng hộ cháu á, ta ủng hộ cháu. Cái rồi sau này rồi nó làm được cái ấp này nè, mới thấy á. Nó cũng rước đi ra ngoài tỉnh mà. Rước này nè, đi ra ngoài tỉnh một ngày đi thi cái này nè. Đi thi cái này hỏi không biết nó được giải gì mình không biết nha. Mà ấp nó chưa nói với mình. Rồi tự hỏi mấy ổng đăng lên báo đi. Đăng lên báo cái đầu như đăng bữa nay gì nè, là mơ người ta là người ta hỏi quay nhóc hết trơn luôn gì đó. Dữ lắm luôn, hôm đó tới giờ là chuyện tháng mấy rồi đó. Dạ. Là người ta quay nhiều dữ lắm. Bây giờ con nhờ bà nội chia sẻ tí xíu là Phát bị không nói được, không nghe được là từ nhỏ hay sao? Từ nhỏ trong bụng mẹ sinh ra. Từ Phát có biết chữ không? Không biết, không có đâu có đi học đâu biết. À, Phát không biết chữ luôn ha. Không biết chữ. Không học chữ nổi luôn. Không có học chữ gì. Cuộc sống gia đình của ba mẹ của Phát thì như thế nào? Gia đình của Phát thì nói ngay chứ nó khổ lắm chú. Tại vì mẹ nó bỏ đi, mẹ bỏ đi nay 2 năm rồi. Rồi cha nó mới đem lên thành phố làm, cha nó làm công ty. Rồi cái chở nó lên chở em nó lên chở cho người ta thấy, mạnh thường quân cho người ta thấy đó. Rồi cái nó cũng làm xe mô hình này nè. Rồi cái có cô đó cũng ủng hộ nó là bán giùm cho nó. Rồi cũng cho tiền nó nhiều lắm.
Người ta ủng hộ, người ta cho tiền đó đó, rồi máy móc gì nè, nó bằng nó là tao mua tao cho không đó. Chứ lúc đầu thì không có biết những cái máy này, không có tiền để mua những không cái không có mua gì chứ, nó này. Làm tự bằng kéo với bằng dao rồi không, với keo nó mua à. Chứ không có máy móc này, cái này không có. Rồi cái đi chở nó, rồi cái cha nó đem về đây, nó chở đồ nó về đây chứ, nó không chịu đi chở nữa. Không chịu đi chở nữa, rồi nó ở nhà với bà nội, rồi bà nội nấu cơm nó ăn hàng ngày. Mà Phát làm đến thời điểm này là mấy năm rồi? 7 năm rồi con. 7 năm rồi. Ừ, 7 năm. Thì lúc đầu Phát làm những cái chiếc xe nó nhỏ hơn. Nhỏ xíu à, nó nhỏ thì nữa không này. Có, không có dụng cụ máy móc. Không có máy móc. Rồi sau này có máy móc thì làm mới những cái chiếc xe nó càng... Có máy cái đồ nó mới cắt cái ống đó nổi đó. Ống đó là đặt người ta thước là 240. Chú Năm đi mua đồ giùm chở nó ra, mà mình đâu biết mua gì, chở nó ra ngoài, ý nó muốn mua gì thì nó ra đi cho người ta bán cho nó chứ. Nhưng mình... mà Phát có thường coi ở trên mạng, trên YouTube đồ không? Hay là Phát tự nhìn thấy ở ngoài đời rồi Phát làm? Có ai làm ngoài đời đâu, cái xe này đời đó đâu có ai nhìn, làm nhìn thấy đâu. Một cái chiếc xe ngoài đời rồi Phát làm. Ừ, là nó coi... nhìn thấy xe như xe chú chạy xe này, là nó nhìn nó làm rồi xe nhỏ đó. Rồi nó nhìn nó thấy chú làm cái gì, chú cái gì ha là nó làm được. Mới đầu thì nó ra miếng cha nó mua giấy gì nè, cái về cái để người ta lại, người ta kêu nó vẽ đó, như chú ngồi vậy nó vẽ chú, cái người ta cho 20-30 ngàn vẽ được luôn nó hả? Vẽ chú ngồi sao nó vẽ đi gan ôi trời. Ừ, cái ngày qua có chú nó Đồng Tháp nhưng lên. Mà vẽ để lâu không, vẽ để hoàn thiện mau lắm, nó bức tranh lâu không, mau lắm, mà nó mới đầu nó lại nó vẽ tay ngược không nghe, tay trái nó cầm tay trái mà vẽ ngược không à. Ừ, gia tỷ chú viết chui gì rồi nó viết đằng này viết lại. Nhưng mà viết. Ví dụ như là con yêu cầu là về vẽ bản thân con thì Phát vẽ được không? Được luôn, à, ký, được luôn. Gọi là ký họa. Ừ. À, tí xíu nữa đi, còn cái chuyện đó mình sẽ để dành ở ở cái nội dung là sao. Mới còn đầu giờ... thì nó lấy cọng dây chì nó bẻ xe, xe đạp. Ừ. Lấy cọng dây chì nó bẻ xe đạp vậy đó, cho ta coi rồi sau nó đi thấy chạy xe này là cái gì nó làm xe này. Ngừng đi anh Đồng, kêu anh trời sẽ có con. Như vậy là với một cái tài năng thiên bẩm của mình, không học mà biết, phải nói là không học mà biết, thì với đôi tay khéo léo của mình, cũng như là sự hỗ trợ của tất cả cô chú anh chị, cũng như là cái tình thương của quý mạnh thường quân dành cho Phát, một cậu bé bị khiếm khuyết trên cơ thể, tuy nhiên bằng cái nghị lực sống của mình thì từ đó mà Phát có thể làm nên những cái sản phẩm như thế này. Ít ra thì em cũng hỗ trợ, em cũng nuôi sống bản thân của mình để không nhờ sự hỗ trợ từ cha mẹ. Và thậm chí ở thời điểm hiện tại mà nếu như mà sản phẩm Phát làm gia công bằng tay như thế này á, càng ngày càng nhiều á, thì cuộc sống của Phát có thể là Bùi Hồ nghĩ rằng là em sẽ có một cái cuộc sống nó sẽ càng tốt đẹp hơn. Và Bùi Hồ sẽ tin chắc điều đó sẽ có thật xảy ra. Vì người Việt của mình á, các cô chú người Việt của mình rất là yêu thương những cái người mà có cái nghị lực sống như thế này. Cũng như là nghe bà nội chia sẻ về cái cuộc sống của Phát ở thời điểm hiện tại khi ba mẹ phải chia tay với nhau. Bà nội thấy cháu làm như thế này nè, bà nội có thương dữ không? Bà nội thương lắm chứ, mừng lắm. Mừng dạ, mấy chú quay mà, là ủng hộ cho cháu là mừng dữ lắm mà luôn. Mà con muốn hỏi tí xíu nè, là Phát có mấy anh em? Phát ba anh em, mà mẹ nó mẹ Phát bắt hết đứa rồi, còn hai đứa là ba nó nuôi đứa nhỏ, còn đứa này đưa về nội. Có nghĩa là mẹ một bé. Ừ. Mẹ một cháu, ừ. Rồi ba một cháu, rồi bên đây là bà nội nuôi. Ừ. Mẹ nhưng mà hai anh mấy anh em của Phát thì có bị khuyến khuyết cơ thể không? Không, có một anh này chịu thôi. Ừ. Này lớn thứ hai trong gia đình. Ờ, Phát năm nay là 21 tuổi. Dạ. Mai mốt ví dụ như người ta thấy Phát giỏi quá, người ta bắt Phát đi luôn, làm cho người ta luôn, bà nội chịu không? Ta trên ba thê nè, người ta cũng đòi bắt nó lên trên làm cái này nè, làm hòn này nè. Ừ. Rồi làm tiền chia làm hai đó, mà bà nội đâu cho nó đi. Vậy rồi bà... lên trên nó ở như trong gia đình ta, người ta không có tiếp thu được nó. Ừ. Không, không hiểu ý của cháu người ta của mình, không đúng hiểu không? Ý của cháu mình. Rồi cũng khó lòng lắm, mình ở đây mình hiểu ý cháu mình rồi. Ừ. Ngày xưa là cái chiếc làm xe nhà làm nhỏ nhỏ hơn cái chiếc xe này á thì bán nhiêu tiền bà nội? Người ta lại người ta mua nó, người ta cho nó 150-200 gì đó, cho nó thì nó lấy tiền nó mua vật dụng này nè, nó mới làm ra được chiếc này. Bây giờ là nổi tiếng, nó lên giá tí xíu. Nó chơi thôi cô bác anh chị. Không có mấy chú có nghĩa là như thế này nè, Bùi Hồ chia sẻ là thật ra là Bùi Hồ đùa thôi, chứ thật ra là tình thương của mấy cô chú á dành cho Phát thì cái khuyết cơ thể á, có nghĩa là thật ra là nếu như mà cái chiếc xe này á đôi khi á trả cho Bùi Hồ hay là anh một đồng 5 triệu cũng làm không được đó. Không được thật ra là cũng không có làm được.
nam nam nữ là cái tài cái này là cái vật sáng tạo này nó vô giá rồi, nói, nó không định giá được, làm tiếp phát được cho nó dễ gì, nó đâu có chịu mình làm tiếp đâu. Nó làm gì đó mà chú dọn vô là tiếp nó không chịu đó. Dạ, nhưng mà cái sản phẩm gia công như thế này nó rất là công phu, để hoàn thiện thì nó khoảng 4 ngày thôi. Như chú ống bình minh nè, ống bình minh mà nó phải cưa thành cái này, thành gì đây nè, rồi làm sao chú làm được đó. Nè, đưa gần đi xíu, để gọt giữa những cái tiểu tiết nhỏ nhỏ trên cái chiếc xe như thế này á, mà nó có hình tròn nè, hình elip nè, hình vuông vuông nhỏ nhỏ nè, rồi phải bắt những cái câm lên nè, thì cô bác anh chị biết là nó không đơn giản chút nào nha. Thậm chí là cái bàn tay của mình nó phải cực kỳ mềm mại, bởi nó mài khéo léo, nó mài bóng gối cho mà mình mài không được. Với cái tư duy á, cái sự nhớ những cái tiểu tiết trên cái chiếc xe thật á, là một điều gì là mình nhìn thôi, là mình chụp hình lại, đôi khi mình dồn lại dồn vô cái hình nó vẫn còn thiếu. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại của bác anh chị biết không, Phát không cần nhìn, Phát không cần nhìn cái hình nào hay là mô hình nào cả nè, mà làm cái, không chỉ cái này, cần tưởng tượng ở trong đầu thôi. Cái này mà nó đặt giấy vô đây nó vẽ, nó vẽ là cái sườn xe đó, vẽ sườn xe đó, nó vẽ rồi đó, mà mấy chú nó nè, nó để chú cắt tiếp cho, không cho Phát tay gì, không cho để nó cắt lên, nó cắt lên đó, không vừa ý. Này là ống bình minh đó, nó cắt ra nè, rồi nó khò lửa nóng á, rồi nó cán ra, cán ra thẳng lại, nó cán ra thẳng gì nè. Mới nhìn đó thì mấy chú hôm qua nhìn đâu biết cái ống bình minh đó đâu. Này, cái này là ống bình minh là công nè, nhưng mà Phát làm nó thẳng cái luôn nè. Nó hơi nóng rồi cái nó cán ra đó. Phải suy nghĩ ra được, có nghĩa là nhựa nó phải chảy ra khi mà có sức nóng rồi ép cho nó thẳng lại. Mà cô bác anh chị thấy chiếc xe này nha, có thể lắc qua lắc lại được nha, cái bánh có thể lăn được nha, có cả thắng đĩa nha, và có cả cái chân dựng nó có ở trên này, có con ốc luôn này nha, và có chân giữa xuống luôn này nha. Và em thấy, em biết cái chi tiết nào là anh thấy nó tỉ mỉ nhất không? Chi tiết nào anh? Những cái cọng dây thắng và những cái cọng dây đây, ga đi đây nè, đúng không? Đây nó đều xuống thắng và ga nó không có thiếu cái gì hết luôn đó. Có cả những dây điện luôn chứ. Dây điện á. Như ngày qua nó cắt cái vỏ dây điện này nè, sau lưng đó cắt cái vỏ đó, rồi đây mấy chú quay qua đâu biết nó cắt cái đó rồi để làm gì, cắt ní gì đó, cái tới chừng mình đâu biết, mấy chú cũng không biết nữa. Tới chuyện nó vô câm thử đó là đây nè, nó cắt nè, nó cắt nó vô đầu câm nè, đó là nhờ cái cọng dây điện cầm lúc dây nãy điện. Mà con lại con còn bất ngờ cọng dây điện đó, nó vô đầu câm đó, vô đầu câm. Anh một đồng thấy mình cảm thấy là mình phục không? Phục. Với một cái thân hình nhỏ bé như thế này nè, mỏng manh như thế này nè, lại sống với bà nội trong cái cảnh là không nói được, không nghe được luôn mà. Thì đây nè mấy chú nè, biết cái này là nó để làm gì không? Nó là càng đầy cả một cái nhựa sống, cả một cái nghị lực và cả một ý chí vươn lên. Đây là một cái điển hình tiêu biểu nhất cho rất là nhiều bạn trẻ đúng không? Không biết nó làm cái đó cái gì. Nó mài hôm qua. Đây là những cái tiểu tiết rất là nhỏ luôn á. Mài bữa trước. Này đây là những cái đó. Như Bùi Hồ nói đó, đây đó. Là những cái khung sườn xe. Cái sườn xe đó. Chắc sườn xe 50 quá. Sườn xe 50. 50 à, cúp gì đó. Thôi dựng xe này xuống thì để thôi, hồi nó bị hư á. cái cục này là nó gắn hình như bên hai bên hông đó. Yeah. Cái chiếc xe này ngày xưa là cũng dân nhà giàu mới sở hữu, mà Phát bây giờ đều có những chiếc xe này hết rồi. Nói thì nói sao không biết nha, nhưng mà khi mà cầm lên được chiếc xe, khi mà cô chú xem qua hình ảnh thì không biết như thế nào, chứ cầm lên chiếc xe cảm thấy chiếc xe nó chắc chắn lắm, nó cứng cáp. Đúng anh chứ không phải là nó dễ vỡ đâu, đừng có suy nghĩ là nó dễ vỡ. Anh nó cứng luôn. Anh một đồng đó. Nó chấm kèo mà cứng anh, lắm. Anh một đồng nói em rất là đồng ý. Đây là một cái chiếc xe mô hình nó thật nha, cực kỳ cứng cáp luôn. Và thậm chí là khi mà mình để lên một cái góc trưng bày hay là một cái bàn làm việc của mình thấy nó cực kỳ chiêu và cực kỳ đã luôn cô bác anh chị. Ở trong cái giới siêu xe mà sở hữu được những cái chiếc xe này, phải nói là đây là những cái chiếc xe mà không phải nơi nào cũng có được nha. Ai mà làm được cái chiếc xe giống như vậy. Ngày qua hai vợ chồng của chú đó ở Châu Đốc xuống rồi vô giác 5 giờ chiều á. Chạy xuống đây cũng không biết nhà, không biết, rồi lại ướt trong điện thoại thấy đó, rồi hỏi tìm cái tới xã này hỏi rồi người ta chỉ lên nhà cô, cái lên đây hỏi cái vô là ủng hộ cháu 7 chiếc. 7 chiếc đang về để trong, không biết cô đó làm gì nha, để trong tủ cửa hàng của con. Cửa hàng rồi giờ không có, giờ đâu 2 chiếc này đâu dám giao. Chắc mai mốt con cũng ủng hộ vài chiếc luôn. Rồi cái có xe sắt mà nó hàng cộng sắt lớn nè, nó hàng về bây dây nè. Rồi cô nó nói thôi giờ con xuống đi mua xe gắn máy, mà không có thôi giờ con mua xe đạp đoàn dông này đi, xe đoàn dông.
cái Hải bán nhiêu ra 500, cái chiều lại tối lại chằn vạng rồi, đợi 6 giờ mấy chú kia cũng lại quay nữa. Cái bắt đầu chú nói trời ơi, nó bán xe nó uổng gì đâu, trời phải biết bán không. Xe đạp đường vòng á. Xe đạp đường vòng. Có nghĩa là phát làm mẫu xe hơn. Thôi thì bây giờ như thế này. Đây là một đoạn clip video khá dài mà hiện tại thì Phát chỉ còn được hai cái chiếc xe này và ngày sau thì Phát sẽ nhiều xe hơn, và chắc có lẽ là Bùi Hồ cũng sẽ quay trở lại để chia sẻ những cái chiếc xe, những cái mẫu mô hình khác cho cô bác quý anh chị xem theo dõi và theo dõi ở video sau nha. Của anh Một Đồng cũng như là Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại.